Công phu thiền định sâu cạn không giống nhau, nhưng có thể nói đều có thể đạt được tâm thanh tịnh. Nếu không đạt được tâm thanh tịnh, còn ai tu nó? Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, xã hội hiện nay tâm người nông nổi, cho nên ở nước ngoài có rất nhiều người trong nhà Phật đang dạy thiền ở nước ngoài. Rất nhiều người đến học. Vì sao? Vì thiền tọa khiến thân tâm họ định hơn. Thời gian ngắn, nửa tiếng, một tiếng, giúp ích rất lớn đối với sức khỏe bản thân, khiến thân tâm an tịnh. Thiền định của họ có 8 bậc, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, định tứ không thiền là 8 cấp bậc. Có thể đạt đến cấp bậc là khắc phục được phiền não, thân tâm thanh tịnh. Chưa đến cấp bậc, họ cũng có định công. Họ có danh từ gọi là vị đáo định, nghĩa là họ tu định chưa đến đẳng cấp này. Có công phu này, phiền não nhẹ hơn một chút, chưa đoạn hoàn toàn. Trong trời dục giới, 4 tầng trên đều là tu vị đáo định, chưa hoàn toàn tu định. Tu phước thượng phẩm thập thiện chỉ có thể đến trời đau lợi. Cho nên trời tứ dương và trời đau lợi là tu phước. Đây là thượng phẩm thập thiện nghiệp đẳng. Trời dạ ma phải thêm định công. Đây là vị đáo định. Trời dạ ma, trời đâu xuất, trời quá lạc, trời tha quá tự tại, những cõi trời này đều có định công, nhưng chưa đạt đến đẳng cấp. Nếu đến đạt đến sơ thiện, họ liền lìa khỏi dục giới, nâng lên một cấp lớn trong tam giới, nâng lên đến sắc giới. Họ không còn ở dục giới. Chứ vậy phải biết sắc giới cũng tốt, vô sắc giới cũng tốt, định công của họ đều khắc phục được phiền não, nhưng chưa đoạn phục phiền não. Trong số chư vị học Phật, đến cấp bậc của công phu thiền định này gọi là công phu thành tiến, thuộc hạ phẩm nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có 3 cấp bậc. Cấp bậc thứ 2 là sự nhất tâm bất loạn. Cấp bậc này ngang bằng A-la-hán. Trong trời sắc giới và vô sắc giới, bát định đều thuộc công phu thành tiến. Cấp bậc trong công phu thành tiến cũng không giống nhau, chắc chắn sanh vào cõi đồng cư. Nếu họ đạt đến sự nhất tâm bất loạn, họ nhất định sanh vào cõi phương tiện hữu dư, không phải cõi phàm thánh đồng cư. Cũng chính là thành tựu của họ ít nhất cũng tương đương với Tu Đà Hoàng và Tu Đà Hoàng trở lên. Như vậy mới đến được cõi phương tiện hữu dư, định lý nhất tâm bất loạn, nghĩa là đại triệt đại ngộ,
sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Đây là gì? Không nói đến bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì, không nói điều này. Và tình hình giảng sanh thế giới cực lạc, nhưng thế giới cực lạc quả thật rất đặc biệt thù thắng. Bất luận ta giảng sanh thuộc phẩm vị nào, sanh đến thế giới cực lạc đều làm A-duy Việt Trí Bồ Tát. Điều này quá tuyệt vời, không thể nghĩ bàn. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.